Xin chào các bạn, lại là mình là Giang đến từ Sở Y Minh Hà đây. Trên đây mình đang quay cho các bạn loại mắc khẩu satin đen và chữ màu hồng. Đây mình sẽ quay cận cảnh để các bạn nhìn nhé. Chữ màu hồng in rất là sắc nét. Và đây là mắc cổ được gấp sẵn 2 mép để cho về các số chỉ việc may thôi. Mắc cổ này. Và đây là mắc cỡ các bạn nhé. Mắc cỡ này sẽ được may ở một cạnh. Các bạn thấy không? Chữ hồng in cực kỳ sắc nét, rất phù hợp để cho các bạn làm hàng quần áo đồ ngủ mặc nhà này. Những cái đồ rất là nhẹ nhàng. Đấy, các bạn có thể thấy không ạ? Hiện tại bên mình thì có đủ màu băng và đủ màu chữ cho các bạn lựa chọn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Sở Y Minh Hà. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Miss Giang 0971064768. Xin chào.